Ngô Thư Hân vượt mặt Dương Tử trở thành đối thủ đáng gờm với Triệu Lộ Tư. Cuộc đua phim mùa hè đang vô cùng gay cấn với bộ ba đình đám Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân. Những mỹ nhân cổ trang đang chiếm đóng mọi bảng xếp hạng nhờ sức nóng của phim Trầm Vụn Hương Phai, Tinh Hán Sáng Lạn, Thương Lan Quyết. Dù phát sóng sau không có dàn diễn viên đỉnh lưu, nhưng Thương Lan Quyết gây bất ngờ với chỉ số truyền thông ngày càng tốt. Hiện phim đã phá 9.500 nhiệt trên nền tảng IQG, phim được khen nội dung tốt, kỹ xảo đẹp và khung cảnh hoành tráng. Dàn diễn viên có tạo hình xịn sò và ăn ý trên màn ảnh. Ngày 13 tháng 8, Thương Lan Quyết vượt qua hai đối thủ nặng đô ở bảng xếp hạng nhiệt độ Mao Yan và nhiệt độ phim V-Link, luôn nằm trong top 3 ở những bảng xếp hạng khác. Tinh Hán Sáng Lạn tiếp tục chứng minh vị trí đỉnh bảng ở các bảng xếp hạng Mao Yan, Data Queen, V-Link K mỗi khi phát sóng. Về chỉ số sức hút của nhân vật, Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư đóng tỏ ra vượt trội trong số các nhân vật nữ. Mỹ nhân họ Triệu diễn ngày càng tốt, thể hiện cảnh khóc ấn tượng, khiến anti-fan cũng phải quay xe khen ngợi. Ở bảng xếp hạng chỉ số quay scene gần đây, chứng kiến mức độ phủ sóng của các mỹ nhân cổ trang thế hệ mới. 1. Triệu Lộ Tư, 2. Ngô Thư Hân, 3. Dương Tử. Trước mắt Triệu Lộ Tư cao vượt trội và đứng thứ 2 năm 2022. Ngô Thư Hân vượt qua Dương Tử cũng là kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Ngôi sao của Trầm Vụn Hương Phai là người có danh tiếng cao nhất, từng đóng nhiều phim hot. Nhưng trong cuộc đua này, Dương Tử chịu lép vế trước một người mới non kinh nghiệm như Ngô Thư Hân. Nhiều ý kiến cho rằng Dương Tử đang diễn xuất theo lối mòn, chọn dạng vai và kịch bản na ná siêu phẩm Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhan sắc và diễn xuất của cô nàng không tiến bộ và có dấu hiệu ngày càng đi xuống. Dương Tử bị chê biểu cảm quá lố, nhìn quá tuổi để đóng những vai ngây thơ nhí nhảnh, trong khi đó Ngô Thư Hân vượt lên nhờ vẻ ngoài ngọt ngào. Nhân vật Hoa Lan nhỏ được yêu thích bởi sự hài hước, ngọt ngào và chemistry bùng nổ cùng bạn diễn Phương Hạc Đệ. Bên cạnh phản ứng hóa học ngọt ngào với nam chính Phương Hạc Đệ, nét diễn đáng yêu của Ngô Thư Hân trong vai Hoa Lan nhỏ cũng nhanh chóng chiếm được trái tim khán giả. Cách đây không lâu, một blogger đã đăng tải video tổng hợp những phân cảnh đáng yêu của Ngô Thư Hân đã xuất hiện trong Thương Lan Quyết. Đoạn video ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả bởi nét diễn dễ thương hồn nhiên của mỹ nhân Thương Lan Quyết. Bên cạnh những bình luận khen ngợi diễn xuất tự nhiên, thì Ngô Thư Hân cũng phải nhận không ít nhận xét chê bai. Cụ thể, một bộ phận khán giả cho rằng biểu cảm của cô nàng trong nhiều phân cảnh còn quá lố, thiếu chân thật khiến người xem cảm thấy khó chịu. Nữ diễn viên cũng bị đánh giá là nhạt nhòa, một màu vì thể hiện cùng một kiểu vai trong một thời gian dài. Chính vì bởi có cùng nét diễn, Ngô Thư Hân bất ngờ bị đưa lên bàn cân so sánh với một trong những gương mặt tiểu hoa nổi tiếng bậc nhất hiện nay là Triệu Lộ Tư. Có phim lên sóng đối đầu nhau nhưng dường như Triệu Lộ Tư đang được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Một bộ phận cư dân mạng đưa ra nhận định, diễn xuất của Triệu Lộ Tư đủ sức ăn đứt Ngô Thư Hân, đặc biệt trong khoảng đài từ cùng biểu cảm gương mặt. Một số bình luận của khán giả, không biết cô này ngoài đời đáng yêu thật hay giả tạo, nhưng người qua đường xem phim chỉ thấy làm màu, cố tỏ ra đáng yêu, xem phim khó chịu thật sự. Nét Ngô Thư Hân vốn đã đáng yêu rồi nên diễn cần tiết chế lại, diễn như vậy nó hơi bị lố quá. Cùng diễn nét đáng yêu mà sao Triệu Lộ Tư thấy cưng mà Ngô Thư Hân xem cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Thế mới biết sức mạnh của giọng nói, giọng của Ngô Thư Hân đúng kiểu điệu chảy nước nên xem cứ cấn cấn. Theo tiểu thuyết thì thấy Ngô Thư Hân khá hợp với vai rồi, chứ không thấy khó chịu ở đâu. Nhưng xem phim vẫn cảm thấy thiếu thiếu, cảm giác nhân vật chưa tới ấy. Tinh Hán Sáng Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang dần đi đến những tập cuối cùng. Với sức ảnh hưởng thời gian vừa qua, có thể nói đây là bộ phim đáng xem nhất mùa hè năm 2022. Qua đó cũng giúp Triệu Lộ Tư khẳng định được khả năng biến hóa và diễn xuất của mình. Còn về Thương Lan Quyết đang đi những tập đầu tiên và có thành tích đáng nể trong thời gian tới, có lẽ sẽ có nhiều sự bất ngờ cho khán giả.